Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay đang gặp bạn Trụ. Bạn ấy đang chỉnh sửa cho một cái tác phẩm vừa mới giao dịch tối qua các bạn ạ. Hôm nay về lại được có công việc làm ngay. Xin chào bạn Trụ nhé. Bạn Trụ chào anh em khán giả cái nào. Chào tất cả anh em nhé. Nghe say sưa quá. Để xem là hôm qua tác phẩm này mới lấy thế nào đây. Một con trực à. Đẹp quá. Một con trực mới giao dịch tối qua đây các bạn ạ. Đi 10 cây. Đấy, nhưng anh em đi 10 cây thì lại vào các vườn để 10 cây lại ngắm được cây đẹp, ưng ý. Anh em lại giao lưu. Thế lại lổ ngay đêm qua các bạn ạ. Đấy, một con trực rất đẹp. Vừa hôm qua về cái hôm nay lại bế luôn về đây rồi. Bạn Trụ bạn lại có công ăn việc làm đây. Lại làm này. Đầy đủ. Đấy, bạn Trụ làm suốt ngày không hết việc lại. Đúng, cây là sốt lên này. Các anh em thợ làm cả ngày không hết việc. Đấy, anh em ngắm con trực này có được không? Anh em ngắm và cho lên bình luận xem nào. Đấy, bộ chân bệ này các bạn này. Màu da thì đỏ au, đẹp. Còn đây già. Thân pháp thì chun và nhăn. Rất méo. Thân pháp rất là gồ ghề. Đấy, nó có một cái hay. Còn đây là con tử. Con tử này là được đóng thêm vào các bạn ạ. Nó phụ họa cho một cái tay chốt hạ dưới đó. Thêm một con tử vào cho cây nó ấm cây. Một con quá ưng ý. Qua... anh em đi cái là gặp con này là chốt bằng được ấy. Giá nào cũng chốt, miễn là bán. Đấy, đúng là gặp cây ưng ý vào gặp mà đúng gu và sở thích ấy. Thì anh Văn anh ấy bảo giá nào cũng lấy, miễn là bán, đúng sở trường. Cây thì đang làm cái vòng nhật nguyệt này, nhưng mà sau đó cái này chắc là phụ họa sau cắt bỏ các bạn ạ. Bởi vì cái nuôi để bo sẹo rồi, làm cho nó lạ mắt nhưng khả năng chắc cắt bỏ thôi. Đây các bạn nhìn thấy cái bo như thế này, đây này các bạn nhìn được cái trần ra đây. Đó, tôi nhìn thấy có một cái vết sẹo to như thế này. Chắc là anh em nuôi để gọi là phụ họa nhìn nó vui mắt thôi. Cái này sau có cắt bỏ không bạn Trụ nhỉ? Nuôi thở cho nó bo cái sẹo đấy rồi cắt bỏ thôi. Đúng rồi, nuôi thở để bo sẹo rồi. Tại vì nó vào không vào cái vị trí nào nhỉ? Nó tranh chấp với cái cành ở dưới, con tử ở dưới này. Đẩy sẹo ra nhanh. Đúng rồi, cái đó cái nuôi kéo sẹo. Tại vì nhìn thấy đang làm cái vòng nhật nguyệt này. Như là gương báu chuyên kỳ. Đó, các bạn nhìn này. Nó làm thế cho nó vui mắt nhỉ? Nhỉ, đúng là cái sau này cắt bỏ, cái rồi lùi bo sẹo thôi. Để nhìn cái mặt sau có đẹp không các bạn nhá. Đây, cái mặt sau này. Đây, cái mặt sau này các bạn này. Ồ, cái là cái bệ đẹp tứ diện nhỉ. Mặt nào cũng thấy đẹp này. Chân bệ rất là rõ ràng, chun. Hai mặt phố. Là bạn Trụ ở đây là cái cây này là nhà có hai mặt phố, đúng thế thật. Khả năng là gần 4 mặt tiền đấy chứ nị. Thế thằng nào. Anh em tinh mắt thật. Miễn là chủ cây đồng ý bán là chốt. Không quan trọng về giá cả các bạn ạ. Đấy, nhiều khi vào cái lực kết này, thế mới hay chứ này. Chơi cây nhiều khi nó khó nói chú ý. Đúng là cây quý. Tay cành cút kiếc là có dữ liệu hết đấy rồi các bạn ạ. Cắt giật được mấy nhát rồi. Toàn 2-3 nhát cắt giật từ trong ra rồi. Ở chỗ 4 nhát cắt giật. Ngọn tay canh hầm hòm hết đấy rồi. Đây ngọn này để kết thúc ở cái vị trí đây, điểm kết thúc đấy rồi nhé. Đây điểm vị trí kết thúc đây các bạn này. Đấy, cái ngọn đúng đây là xong. Cái này thì nhanh xong lắm. Cái này 2 năm nữa là cho đi chơi tam tạng được rồi đấy các bạn ạ. Dữ liệu hầm hòm có hết rồi.
hút kiếc tay canh đầy đủ ngọn, đã đầy đủ hết rồi. Đấy, cái đường cổ ngọn này. Rồi anh em xử lý này, đục khoét, tạo lu biếu sẹo. Quá đẹp. Được, chất liệu con này quá ok, đẹp. Thế này thì thảo làm. Đấy, các bạn nhìn cái tổng bóng nó đẹp như thế này. Ngày mai mà cắt lọc ra thì cái này nhìn phê lắm các bạn ạ. Cực kỳ thần thái. Là các bạn lại ngắm cây thứ hai này. Đi 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 chết đắng, có đi cho ba mập đi nhắm để cho nó vui đi rồi thì mình sống như thế thì anh đời dạy nhắm khổ quá. Mình phải nói như thế này. Wow, các bạn nhìn cái này rất là tự nhiên, hoang dã các bạn. Một cây rất hoang dã. Một cây bóng dáng. Cái này là có cái sự thần thái của sự hoang dã. Rất tự nhiên. Chú phải làm thế chứ, lọc nước nó đỏ đọc. Anh ở nhà anh ngon, cũng làm hỏng của anh. Cẩn thận hết sức. Xuống lên đây đi. Toàn cây giả, giả kinh khủng. Đấy, tiếp theo ngắm một cái con huyền. Con huyền này rất sự quá khó chịu. Đường chạy khôn đường. Đây các bạn xem vén ra mua này xem khó quá, nó tùm. Đấy các cắt cút này, cắt giật như thế này đẹp. Chùn chèo nhăn nheo u cục rất khó nhìn. Mùa này thì khó lắm các bạn ạ. Thôi cứ soi các bạn nhìn tạm. Rồi mùa này họ đang nuôi để che những cái vị trí rồi bo sẹo rồi cây cho nó lớn, tay cành nó lớn nhanh. Nhưng mà cây đẹp quá, đường chạy nắc léo, toàn là cái nhát đục rất đẹp rồi. Nghệ thuật đục phải rất kỹ thuật này. Cái chỗ điểm sâu này các bạn này. Sâu hút này. Đó. Một con tiếp tục một con trực núi hàng chăn nuôi. Chùn nhăn nhèo. Đi. Rồi, xong rồi đấy. Quay cho đẹp á. Rồi, ok. Rồi, một xe đi vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và gặp lại các bạn ở video tiếp theo.